Lê Minh xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, hôm 19 tháng 8, Hoàn Cầu Thời báo, kênh truyền thông của Trung Quốc đã đăng tải video cùng dòng trạng thái có nội dung các tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines 4410 và 4411 đã xâm nhập trái phép vào vùng biển tiếp giáp với đá ngầm Sabine của Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa mà không có sự cho phép của chính phủ Trung Quốc. Lực lượng hải cảnh Trung Quốc đã thực hiện các biện pháp kiểm soát đối với các tàu của Philippines theo luật định. Người phát ngôn của hải cảnh Trung Quốc cho biết, vào lúc 3 giờ 24 sáng thứ Hai, tàu 4410 của Philippines đã phớt lờ nhiều cảnh báo nghiêm trọng từ phía Trung Quốc và cố tình đâm vào tàu thực thi pháp luật 21551 của Trung Quốc một cách thiếu chuyên nghiệp và đầy nguy hiểm, dẫn đến một vụ va chạm mà trách nhiệm hoàn toàn thuộc về phía Philippines. Mặc dù vậy, nhưng khi xem kỹ video, người ta phát hiện ra rằng một tàu lớn hơn của Trung Quốc dường như đã cố tình đâm vào một tàu cảnh sát biển Philippines nhỏ hơn ở khu vực quần đảo Trường Sa đang có tranh chấp. Sau đó, những hình ảnh về thiệt hại của tàu Philippines cũng đã được công bố. Bày tỏ quan điểm về vụ việc căng thẳng này, cựu đô đốc Hải quân Hoa Kỳ Mike Stidman đã đăng tải một dòng trạng thái trên X đính kèm một video ghi nhận hành động của tàu Trung Quốc cố tình va chạm với tàu Philippines trên Biển Đông. Ông viết, đây là ví dụ điển hình về việc Trung Quốc sử dụng các chiến thuật bất hợp pháp, cưỡng ép và nguy hiểm ở Biển Đông. Các hành vi bắt nạt cũng áp dụng với Đài Loan, Nhật Bản, Bhutan, Ấn Độ và các quốc gia Mekong hay là Úc, v.v. Sự trỗi dậy của Trung Quốc đã trở thành mối đe dọa thực sự đối với nhiều người. Câu hỏi đặt ra là, vì sao người ta lại coi sự trỗi dậy của Trung Quốc trở thành thảm họa? Chủ nghĩa bành trướng là đặc sản của Trung Quốc. Khi nhắc tới Trung Quốc, người ta thường nói tới một khái niệm đó là chủ nghĩa bành trướng. Chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc đề cập đến việc Bắc Kinh mở rộng ảnh hưởng và quyền lực của mình ra bên ngoài biên giới quốc gia thông qua các biện pháp kinh tế, chính trị, quân sự và ngoại giao. Chủ nghĩa này thường liên quan đến việc Bắc Kinh tìm cách mở rộng quyền kiểm soát lãnh thổ, tăng cường ảnh hưởng trong khu vực và trên toàn cầu và bảo vệ các lợi ích quốc gia theo cách có thể gây tranh chấp với các quốc gia khác. Các đặc điểm của chủ nghĩa này được thể hiện rất rõ trong vấn đề Biển Đông. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với phần lớn Biển Đông thông qua đường 9 đoạn, bất chấp sự phản đối của các nước láng giềng như Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei. Bắc Kinh đã tiến hành xây dựng và quân sự hóa các đảo nhân tạo trong khu vực này, khiến căng thẳng leo thang. Bên cạnh đó, họ đã có nhiều tranh chấp lãnh thổ với Ấn Độ, đặc biệt là ở khu vực Himalaya. Các cuộc đụng độ biên giới như ở thung lũng Gangwon năm 2020 đã làm dấy lên những lo ngại về ý đồ bành trướng của Trung Quốc. Đáng chú ý nhất là sáng kiến vành đai và con đường BRI. Nó là một ví dụ điển hình cho chiến lược bành trướng kinh tế của Bắc Kinh thông qua việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng và tạo ra các khoản nợ đối với các quốc gia tham gia. Điều này không chỉ giúp Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng kinh tế mà còn tạo ra các đòn bẩy chính trị đối với các nước nhận đầu tư. Chưa dừng lại ở đó, Trung Quốc còn vươn vòi bạch tuộc để mở rộng ảnh hưởng tại châu Phi và Mỹ Latinh. Họ đã tăng cường đầu tư vào viện trợ cho các quốc gia ở châu Phi và Mỹ Latinh, củng cố quan hệ kinh tế và ngoại giao và tìm cách chiếm lĩnh các nguồn tài nguyên quan trọng. Mặt khác, Trung Quốc tăng cường mở rộng hải quân và quân sự hóa các khu vực chiến lược. Họ đã đầu tư mạnh vào việc mở rộng hạm đội hải quân và xây dựng các căn cứ quân sự ở nước ngoài như là ở Djibouti. Sự hiện diện quân sự gia tăng này cho phép Trung Quốc bảo vệ lợi ích của mình ở các khu vực xa biên giới. Bắc Kinh cũng đã tận dụng các tổ chức quốc tế như là Liên Hợp Quốc và Tổ chức Thương mại Thế giới để thúc đẩy các lợi ích của mình. Họ cũng tích cực tham gia vào ngoại giao song phương và đa phương để củng cố vị thế quốc tế của mình. Không lạ gì việc Trung Quốc đã đầu tư vào các chiến dịch tuyên truyền và quyền lực mềm nhằm thúc đẩy hình ảnh của mình trên thế giới thông qua các phương tiện truyền thông, văn hóa và giáo dục. Theo như Quỹ Nhân quyền Quốc tế thì Trung Quốc đã kiểm soát đối với phần lớn các phương tiện truyền thông toàn cầu. Ngay cả Reuters cũng phải thừa nhận rằng Trung Quốc đang thao túng truyền thông toàn cầu thông qua kiểm duyệt, thu thập dữ liệu và mua lại các hãng tin nước ngoài một cách bí mật, đồng thời cảnh báo xu hướng này có thể dẫn đến sự suy giảm mạnh quyền tự do ngôn luận trên toàn cầu. Điều này giúp Trung Quốc kể lại câu chuyện của mình theo hướng có lợi cho họ. Trên mặt trận thông tin, kẻ nào nắm quyền truyền thông đó là kẻ mạnh. Đây là lợi thế không thể chối bỏ. Nhìn chung thì chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc là một chiến lược mở rộng ảnh hưởng toàn diện của Bắc Kinh thông qua các biện pháp kinh tế, quân sự, chính trị và ngoại giao. Mục tiêu của chiến lược này
là củng cố quyền lực và vị thế của Trung Quốc trong khu vực và trên toàn cầu, mặc dù điều này có thể gây ra căng thẳng và tranh chấp với các quốc gia khác. Chính vì chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc đã gây ra nhiều lo ngại và phản ứng từ cộng đồng quốc tế, nhiều quốc gia đã phản ứng bằng cách tăng cường liên minh và đối tác như là nhóm bộ tứ Quad, bao gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia, nhằm đối phó với sự mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc. Các tranh chấp lãnh thổ và hoạt động quân sự hóa cũng đã dẫn đến căng thẳng leo thang và nguy cơ xung đột ở nhiều khu vực, đặc biệt là ở Biển Đông và biên giới Trung Ấn. Như chúng ta đã biết, hiện nay Trung Quốc đang thể hiện các biểu hiện của chủ nghĩa bành trướng thông qua nhiều hình thức khác nhau như mở rộng lãnh thổ, tăng cường ảnh hưởng kinh tế và chính trị đối với nhiều quốc gia trên thế giới. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên hầu hết Biển Đông thông qua đường chín đoạn, đường lưỡi bò, bao gồm cả các khu vực thuộc chủ quyền của Việt Nam như là quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Họ đã tiến hành xây dựng các đảo nhân tạo và cơ sở quân sự trên các bãi đá và rạn san hô trong khu vực tranh chấp, vi phạm luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS. Đồng thời, Trung Quốc đã kiểm soát bãi cạn Scarborough từ năm 2012, gây ra căng thẳng với Philippines, quốc gia cũng tuyên bố chủ quyền đối với khu vực này. Năm 2016, Philippines đã thắng kiện trước Tòa Trọng Tài Thường Trực PCA, trong đó tuyên bố rằng yêu sách đường chín đoạn của Trung Quốc là không có cơ sở pháp lý. Tuy nhiên, Trung Quốc đã từ chối tuân thủ phán quyết này. Trung Quốc cũng thường xuyên gửi tàu khảo sát và tàu cá vào vùng đặc quyền kinh tế EEZ của Malaysia, gây ra các vụ đụng độ và căng thẳng giữa hai nước. Họ đã xây dựng và củng cố các cơ sở trên các thực thể mà Malaysia cũng tuyên bố chủ quyền, làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Mặc dù không có tranh chấp thực tế với Trung Quốc về Biển Đông, nhưng khu vực biển Natuna của Indonesia đã bị tàu cá và tàu tuần tra Trung Quốc xâm nhập, dẫn đến các vụ đụng độ và phản đối ngoại giao từ phía Indonesia. Chưa hết, Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên các khu vực biển mà Brunei cũng khẳng định quyền lợi, mặc dù Brunei thường giữ thái độ ngoại giao mềm mỏng và cũng tránh đối đầu trực tiếp với Trung Quốc. Trung Quốc cũng tranh chấp với Nhật Bản ở biển Hoa Đông khi đang tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Senkaku, Điếu Ngư. Trung Quốc thường xuyên gửi tàu tuần tra và máy bay vào vùng biển và không phận xung quanh quần đảo này, gây ra căng thẳng với Nhật Bản. Sự gia tăng hoạt động quân sự của Trung Quốc trong khu vực biển Hoa Đông đã làm gia tăng lo ngại về an ninh và ổn định trong khu vực. Bắc Kinh cũng đụng độ với New Delhi ở khu vực biên giới Trung Quốc-Ấn Độ kéo dài hàng thập kỷ tại khu vực Ladakh, Aksai Chin và Arunachal Pradesh. Các cuộc đụng độ quân sự đã xảy ra. Đáng chú ý nhất là vụ đụng độ tại thung lũng Gangwon vào tháng 6 năm 2020 khiến nhiều binh sĩ hai bên thiệt mạng. Trung Quốc đã xây dựng các cơ sở hạ tầng quân sự và dân sự gần biên giới tranh chấp, bao gồm đường xá và sân bay, làm gia tăng căng thẳng với Ấn Độ. Chưa dừng lại ở đó, cả Nepal và Bhutan cũng nằm trong sự o ép của Bắc Kinh. Có các báo cáo về việc Trung Quốc tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng và xâm nhập vào các khu vực biên giới mà Nepal tuyên bố chủ quyền, gây ra căng thẳng và lo ngại về sự xâm phạm lãnh thổ. Năm 2017, Trung Quốc đã cố gắng xây dựng đường bộ trong khu vực Doklam, một khu vực tranh chấp giữa Trung Quốc và Bhutan. Ấn Độ đã can thiệp để hỗ trợ Bhutan, dẫn đến một cuộc đối đầu căng thẳng kéo dài giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Ngay cả những quốc gia Trung Á, Trung Quốc đã đầu tư mạnh mẽ vào các dự án cơ sở hạ tầng trong khu vực này thông qua BRI. Mặc dù mang lại lợi ích kinh tế, nhưng cũng tạo ra sự phụ thuộc và lo ngại về việc Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng chính trị và kinh tế trong khu vực. Hay việc Trung Quốc đã tiến hành các khoản đầu tư lớn vào các quốc gia như là Serbia, Hungary và Hy Lạp, mua lại các cảng biển quan trọng và đầu tư vào cơ sở hạ tầng, tạo ra lo ngại về sự mở rộng ảnh hưởng của Bắc Kinh tại châu Âu. Hoặc như khu vực châu Phi và Nam Thái Bình Dương, Trung Quốc đã trở thành một trong những nhà đầu tư và cho vay lớn nhất tại châu Phi, xây dựng nhiều dự án cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, nhiều quốc gia đang lo ngại về việc rơi vào bẫy nợ và mất quyền kiểm soát đối với các tài sản quan trọng. Vòi bạch tuộc của Trung Quốc đã tăng cường quan hệ ngoại giao và đầu tư vào các quốc gia nhỏ trong khu vực này như là Fiji, Tonga và Vanuatu, gây ra lo ngại về việc thiết lập các cơ sở quân sự và mở rộng ảnh hưởng chiến lược. Tất cả những điều này cho thấy, Trung Quốc đang thể hiện các biểu hiện của chủ nghĩa bành trướng thông qua nhiều hình thức khác nhau trên khắp thế giới, từ việc mở rộng tuyên bố chủ quyền lãnh thổ đến tăng cường ảnh hưởng kinh tế và chính trị. Các hoạt động này đã gây ra căng thẳng và lo ngại cho nhiều quốc gia và khu vực, đòi hỏi cộng đồng quốc tế cần có các biện pháp thích hợp để duy trì hòa bình và ổn định. Sự trỗi dậy đồng nghĩa với thảm họa. Khi nói về sự trỗi dậy của Trung Quốc, hầu hết cộng đồng quốc tế đều cho rằng nó có thể được coi là một thảm họa từ một số góc độ do các yếu tố sau. Thứ nhất, căng thẳng địa chính trị. Trung Quốc đã tiến hành các hoạt động quân sự hóa ở Biển Đông,
gây ra căng thẳng với các nước láng giềng và các cường quốc khác như Mỹ. Việc này có thể dẫn đến xung đột quân sự và làm mất ổn định khu vực. Sự mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc qua sáng kiến vành đai và con đường BRI có thể được coi là mối đe dọa đối với chủ quyền và độc lập của các quốc gia nhỏ hơn khi họ phải đối mặt với nguy cơ rơi vào bẫy nợ và phụ thuộc kinh tế. Thứ hai là thách thức về kinh tế toàn cầu. Sự phát triển mạnh mẽ của Trung Quốc đã dẫn đến chiến tranh thương mại với các quốc gia khác, đặc biệt là Mỹ. Điều này đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, gây tổn hại đến nền kinh tế thế giới. Trung Quốc bị cáo buộc về việc sử dụng các chiến thuật cạnh tranh không lành mạnh như trợ cấp nhà nước, đánh cắp tài sản trí tuệ và hạn chế quyền truy cập thị trường cho các công ty nước ngoài. Điều này làm suy yếu niềm tin vào hệ thống thương mại quốc tế. Thứ ba là vấn đề về nhân quyền và giá trị xã hội. Trung Quốc bị chỉ trích vì các vi phạm nhân quyền, bao gồm đàn áp ở Tây Tạng, Tân Cương và sự kiểm soát chặt chẽ với Hồng Kông. Sự trỗi dậy của Trung Quốc với mô hình quản trị tập trung có thể tạo ra thách thức đối với các giá trị tự do và dân chủ trên thế giới. Việc xuất khẩu mô hình quản trị của Trung Quốc có thể khuyến khích các quốc gia khác áp dụng những biện pháp tương tự, làm suy yếu các giá trị dân chủ và tự do toàn cầu. Thứ tư đó là về tác động môi trường. Sự phát triển nhanh chóng của Trung Quốc đã dẫn đến những vấn đề môi trường nghiêm trọng, bao gồm ô nhiễm không khí, đất, nước. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến Trung Quốc mà còn có tác động lan rộng ra toàn cầu. Thứ năm là mất cân bằng quyền lực. Sự trỗi dậy của Bắc Kinh đang làm thay đổi cân bằng quyền lực toàn cầu, có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh lạnh mới giữa Trung Quốc và phương Tây, đặc biệt là Mỹ. Điều này tạo ra nguy cơ về sự phân chia toàn cầu thành các khối đối lập, làm tăng nguy cơ xung đột. Và thứ sáu đó là về thách thức an ninh. Trung Quốc đã đầu tư mạnh mẽ vào các hoạt động chiến tranh mạng, gây lo ngại về an ninh không gian mạng toàn cầu và đe dọa đến an ninh quốc gia của nhiều quốc gia khác. Đặc biệt là sự tiến bộ về công nghệ quân sự của Trung Quốc, bao gồm phát triển tên lửa siêu thanh và vũ khí không gian, đang tạo ra những mối đe dọa mới đối với an ninh toàn cầu. Cho nên không ít quốc gia nhận định về sự trỗi dậy của Trung Quốc có thể được coi là một thảm họa từ các góc độ khác nhau, vì nó gây ra sự mất ổn định chính trị, thách thức các giá trị xã hội và nhân quyền, tác động tiêu cực đến môi trường và tạo ra những nguy cơ mới về an ninh toàn cầu. Tuy nhiên, nhận định này còn phụ thuộc vào quan điểm và lợi ích của từng quốc gia hoặc nhóm lợi ích. Để có cái nhìn bao quát, chúng ta có thể nhìn vào đồ họa này. Nó cho thấy sự hiện diện ngày càng nhiều của Hải quân PLA và Cảnh sát biển tại Biển Đông trong 7 năm đầu tiên dưới thời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Phiên bản cập nhật sẽ hiển thị màu đỏ tươi hơn gần Philippines. Quý vị thấy đấy, Trung Quốc thông qua việc mở rộng lãnh thổ, quyền lực kinh tế và quân sự trên biển, đặc biệt ở Biển Đông và các khu vực chiến lược khác, nhằm củng cố vị thế của Bắc Kinh trên trường quốc tế. Nói cách khác, họ đang theo đuổi chủ nghĩa thực dân hàng hải. Vậy làm thế nào để đối phó với chủ nghĩa thực dân hàng hải của Trung Quốc đây? Các chiến lược đối phó của phương Tây. Phương Tây đã áp dụng nhiều chiến lược khác nhau để chống lại chủ nghĩa thực dân hàng hải của Trung Quốc, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và Biển Đông. Đầu tiên, Mỹ và các đồng minh đã tăng cường liên minh và đối tác chiến lược, điển hình là bộ tứ quát, liên minh không chính thức giữa Mỹ, Nhật, Ấn, Úc được tái khởi động nhằm đối phó với ảnh hưởng của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Quát tổ chức các cuộc tập trận hải quân chung và tăng cường hợp tác an ninh khu vực. Cả NATO và Liên minh châu Âu EU đều ngày càng quan tâm đến việc đối phó với các hành động của Trung Quốc thông qua việc mở rộng hợp tác với các nước ngoài khu vực như là Nhật Bản và Australia. Sau đó, họ tăng cường hiện diện quân sự. Mỹ và các nước đồng minh như là Anh và Pháp đã tiến hành các hoạt động tuần tra tự do hàng hải Phonops ở Biển Đông nhằm thách thức các yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc. Phương Tây, đặc biệt là Mỹ, đã tăng cường hiện diện hải quân ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, bao gồm việc triển khai tàu sân bay, tàu khu trục và tàu ngầm tới khu vực. Bloomberg ngày 16 tháng 8 đưa tin, NATO tăng cường hiện diện hải quân ở Tây Thái Bình Dương để chống lại Trung Quốc. Tàu sân bay Ý là tàu mới nhất tuần tra khu vực này. Mục tiêu là củng cố lực lượng hải quân Hoa Kỳ và đồng minh. Các quan chức cấp cao cho biết, NATO đang tăng cường sự hiện diện của mình ở Tây Thái Bình Dương bằng cách gửi tàu chiến đến nhiều nơi hơn, một động thái có nguy cơ gây căng thẳng với Trung Quốc, vốn đang lo ngại về ảnh hưởng ngày càng tăng của liên minh trong khu vực. Tàu mới nhất tham gia là tàu sân bay Cavour của Ý. Lần đầu tiên, Rome triển khai tàu sân bay duy nhất của mình đến Thái Bình Dương. Tàu Cavour là một khinh hạm của Ý gần đây đã tổ chức các cuộc tập trận với tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Hoa Kỳ gần đảo Guam. Một ngày sau, các máy bay tàng hình F-35 và AV-8B Harriers cất cánh từ Cavour đã thực hành bắn hạ các mục tiêu trên không.
Hơn nữa, Mỹ và các đồng minh đã cung cấp vũ khí, huấn luyện quân sự và hỗ trợ hải quân cho các quốc gia Đông Nam Á như là Việt Nam, Philippines và Indonesia để giúp họ nâng cao năng lực tự vệ trước áp lực từ Trung Quốc. Các quốc gia phương Tây đã đề xuất các gói hỗ trợ và đầu tư kinh tế để cung cấp lựa chọn thay thế cho sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc nhằm tránh để các quốc gia rơi vào bẫy nợ và phụ thuộc kinh tế vào Bắc Kinh. Phương Tây đã thúc đẩy các hiệp định thương mại tự do với các quốc gia trong khu vực để giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc và tạo ra các liên kết kinh tế mạnh mẽ với các nước đồng minh. Mỹ và EU đã đề xuất các sáng kiến như là Build Back Better World và Global Gateway để cung cấp nguồn vốn phát triển cơ sở hạ tầng cho các nước đang phát triển mà không cần phụ thuộc vào Trung Quốc. Bên cạnh đó, phương Tây, đặc biệt là Mỹ, đã công khai ủng hộ phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế năm 2016, bác bỏ yêu sách đường chín đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông. Họ tiếp tục khuyến khích các nước tuân thủ luật pháp quốc tế và UNCLOS, Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Các quốc gia phương Tây đã sử dụng các diễn đàn quốc tế như là Liên Hợp Quốc, G7 và ASEAN để lên án các hành động của Trung Quốc và yêu cầu Bắc Kinh tuân thủ luật pháp quốc tế. Tóm lại, phương Tây đã triển khai một loạt biện pháp từ quân sự, kinh tế đến ngoại giao để chống lại chủ nghĩa thực dân hàng hải của Trung Quốc. Mục tiêu của các chiến lược này là ngăn chặn sự mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc, bảo vệ quyền tự do hàng hải và duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật pháp. Đánh giá khách quan thì chúng ta cần phải xem xét tính hiệu quả của nó. Ví dụ khi Mỹ và phương Tây hình thành các liên minh để chống lại Trung Quốc, thì Trung Quốc vẫn đang tiếp tục mở rộng ảnh hưởng bất chấp các liên minh này. Và một số quốc gia trong khu vực có xu hướng duy trì quan hệ kinh tế mạnh mẽ với Bắc Kinh, tạo ra sự phân hóa trong lập trường đối với Trung Quốc. Hay các hoạt động tuần tra tự do hàng hải của Mỹ và các đồng minh đã thách thức trực tiếp các yêu sách của Trung Quốc và gửi thông điệp rằng phương Tây không công nhận sự kiểm soát đơn phương của Bắc Kinh ở Biển Đông. Ấy thế nhưng Trung Quốc vẫn tiếp tục liên tục củng cố các đảo nhân tạo và mở rộng hiện diện quân sự tại Biển Đông, chứng tỏ sự hiện diện quân sự của phương Tây chỉ có tác dụng hạn chế trong việc ngăn chặn các hoạt động của Trung Quốc. Ngay cả việc nhấn mạnh luật pháp quốc tế và ủng hộ phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế đã tạo áp lực lên Trung Quốc và tạo ra một cơ sở pháp lý vững chắc cho các quốc gia phản đối các yêu sách của Bắc Kinh, thì Trung Quốc vẫn từ chối tuân thủ phán quyết của Tòa trọng tài và tiếp tục các hoạt động gây tranh cãi. Sự thiếu đồng thuận toàn cầu trong việc thực thi phán quyết đã làm giảm hiệu quả của biện pháp này. Kể cả việc hỗ trợ quân sự và kinh tế từ phương Tây để giúp nhiều quốc gia Đông Nam Á, thì sự khác biệt về quy mô kinh tế và quân sự giữa các nước Đông Nam Á và Trung Quốc đã khiến việc ngăn chặn hoàn toàn ảnh hưởng của Bắc Kinh càng trở nên khó khăn hơn. Nhiều quốc gia vẫn lựa chọn hợp tác với cả Trung Quốc và phương Tây để giữ được cân bằng lợi ích. Chưa tính đến việc sức hấp dẫn của BRI và quy mô tài chính mà Trung Quốc đưa ra vẫn khiến nhiều quốc gia chọn hợp tác với Bắc Kinh. Phương Tây gặp khó khăn trong việc cung cấp các gói hỗ trợ có quy mô tương đương. Quý vị thấy đấy, những hạn chế trong việc đối phó với Trung Quốc bắt nguồn từ sự chênh lệch về sức mạnh kinh tế, thiếu sự đồng thuận và lập trường thống nhất giữa các quốc gia phương Tây, khả năng thích ứng của Trung Quốc và sự thiếu hiệu quả trong việc thực thi luật pháp quốc tế. Những yếu tố này làm giảm hiệu quả của các biện pháp mà phương Tây đang áp dụng, cho phép Trung Quốc tiếp tục mở rộng ảnh hưởng của mình mà không phải đối mặt với sự cản trở đáng kể. Cho nên giải pháp tối ưu để đối phó với Trung Quốc đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các quốc gia phương Tây và các đối tác quốc tế. Các biện pháp cần phải linh hoạt, kết hợp giữa quân sự, kinh tế, ngoại giao và công nghệ để tạo ra một đối trọng toàn diện trước ảnh hưởng của Trung Quốc. Chỉ khi có một chiến lược toàn diện và đồng nhất, phương Tây mới có thể kiềm chế hiệu quả sự bành trướng của Trung Quốc. Và mấu chốt của nó vẫn là cần một nhà lãnh đạo toàn cầu sáng suốt và quyết đoán. Đến đây thì chương trình ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin phép tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin mời quý vị để lại bình luận ở phần dưới. Lê Minh xin chào và hẹn gặp lại.